Hương muốn hiến tóc cho bệnh nhân ung thư đúng không? Thế để anh xem tóc cho Hương nhá, được không? Bẩm sinh thế này. Anh xem này. Nhưng mà hiến tóc này thì tóc này là tóc nguyên bản từ bé luôn đúng không? Chưa làm gì. Thì sao Hương lại muốn đi hiến tóc bệnh nhân ung thư? Chừng video thôi. Diễn nam cho bệnh nhân ung thư. À, có nghĩa là Hương xem video của anh là bệnh nhân ung thư đúng không? Vâng. Sau đấy Hương cũng muốn dành tặng cho người khác à? Nếu Hương hôm nay có muốn làm tóc không? Có. Hay là hôm nay anh tặng Hương làm tóc nhé? Vâng. Anh bảo Hương như này nhé, Hương ơi, anh bảo này. Dạ. À, hôm nay anh sẽ cắt cho em đủ tóc để hiến. Đấy, sau đấy thì anh sẽ còn đâu tóc còn lại thì anh làm cho Hương một lần tóc cho đẹp nhá. Vâng. Được không? Vâng. Anh cắt ngắn cho nhuộm cho Hương nhá. Vâng. Được không? Vâng. Rồi anh cảm ơn nhá. Vâng. Rồi ok. Thế Hương xem chương trình đấy thì Hương thấy thế nào? Thấy cảm động. Hương thấy cảm động à? Hương thấy có thương mọi người không? Dạ. Hương có thấy thương mọi người không? Có. À. Thì anh cắt nhá. Vâng. Em rất nhiều, em đã rất là yếu thế rồi mà lại phải tặng cho người khác. Anh cảm ơn em nhé. Vâng. Rồi ok, thế thì anh sẽ làm xong, anh sẽ tặng em một lần làm tóc nhé. Vâng. Anh cắt nhá. Vâng.